Đúng không? Thấy bài hội chứng hôn mê đúng chưa? Dạ, thấy bài hội chứng hôn mê. Đúng rồi. Lúc trước là tôi soạn theo cái form khác, nhưng mà theo quy định của nhà trường là phải soạn bài giảng phá form theo nhận diện thương hiệu, tức là các bạn sẽ thấy các thầy cô sẽ làm giống giống nhau, tức là cái template nó giống giống nhau. Nên nãy giờ tôi soạn có một form một thôi, không có thay đổi gì. Cái nào cũng có thấy trường mình, tôi chỉ chế một tí à. Bây giờ mình đi vô bài thứ hai ha. Xin lỗi, bài thứ ba trong sáng nay. Hồi đầu tôi định hướng dẫn các bạn bài co giật trước, nhưng mà thôi thấy bài hôn mê thì dạy mê xong rồi tỉnh lại luôn, giật là tỉnh luôn. Rồi nghỉ. Bài hôn mê thì hơi khó hơn, hơi mơ hồ tí, cho nên thôi nói trước. Mục tiêu của bài giảng này á thì các bạn chú ý là mình quan tâm vô hai cái ý chính, đó là liên quan tới nguyên nhân, thì mình cố gắng đi tiếp cận nguyên nhân giùm. Ha. Cái thứ hai là liên quan tới xử trí, thì mình nhớ có những phần là liên quan tới cái chung, còn có những phần là nó riêng. Riêng tức là tùy theo nguyên nhân, còn chung á, nghĩa là tất cả các nguyên nhân mình có thể áp dụng giống nhau được. Rồi theo cái định nghĩa thì các bạn nhớ giùm, hôn mê là suy giảm ý thức. Thì suy giảm ý thức nó dẫn đến cái việc giảm hoặc là mất các cái vận động tự chủ, đặc biệt là các cái hoạt động thần kinh cao cấp. Được chưa? Và theo trong cuốn Phác đồ của nhi động 1 á, thì người ta nêu cái ý hôn mê là thế này, là tổn thương bán cầu kèm hoặc là không kèm theo tổn thương hệ thống lưới. Và nhắc lại ý kế tiếp là cái này có liên quan tới một câu hỏi thi, không biết có hên xui các bạn có thi ngay câu này hay không, tức là hôn mê tức là thang điểm Lasgo đó. Câu hỏi ý tưởng là cái thang điểm Lasgo là được tạo ra từ tác giả nào, ví dụ vậy. Thì các bạn nhớ giùm, đây chính là đáp án. Hai tác giả Genet và Tisdan là hai cái người mà người ta nêu ra cái khái niệm mà mình sau này mình học cái thang điểm Lasgo, đó là dựa trên cái cách đánh giá của hai tác giả này. Cách đây khoảng 2-3 năm thì tôi nhớ tôi đọc một tài liệu thì một trong hai tác giả này vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ thì tôi không biết là cũng còn sống hay không thì tôi không biết ha. Nhưng mà các bạn nếu siêng có thể mình lên mạng gõ tìm giùm ha. Thì hai tác giả này hồi nêu ra là ở bệnh viện Glasgow của Scotland hay gì đó. Thì hai tác giả này định nghĩa hôn mê là gì? Là bệnh nhân không có mở mắt, bệnh nhân không thực hiện được các cái động tác theo y lệnh và có thể là không nói được. Và đây chính là ba cái mục mà các bạn nhớ trong thang điểm Lasgo của mình, đó là đánh giá mở mắt nè, đánh giá vận động nè, đánh giá lời nói đó. Mình hiểu là xuất phát từ cái khái niệm mà hai người này đã đề xuất ra mà mình mới có cái thang điểm gọi là Lasgo nói về bán cầu đại não thì các bạn biết rồi, đây là tôi lấy từ cái hình trong cuốn sách của thầy Nguyễn Quang Quyền ha, tức là bán cầu não trái và bán cầu não phải, thì trong đó có các cái thùy, các cái phân vùng vân vân. Nhưng mà hiểu đơn giản là tổn thương bán cầu đại não và hệ thống lưới thì sẽ dẫn đến chuyện là hôn mê. Thì bây giờ làm sao đánh giá được bệnh nhân mê hay là không mê? Thì mình có rất là nhiều cái cách, rất là nhiều cái bảng điểm. Tuy nhiên bây giờ để mình học cho nó tương đối thống nhất thì các bạn nhớ thang điểm Lasgo giùm. Thì trong bài các bạn cũng có học ở của người lớn. Người lớn thì dễ hơn nhưng em bé thì hơi khó. Thì ở đây cái phần này mình chút xíu mình sẽ coi cái đoạn ta làm thí dụ, làm giống như làm mẫu. Còn ở đây tôi chỉ các bạn cái cách để mình học cho nó nhanh. Thì bây giờ người ta chia trên 2 tuổi, tức là giống như trẻ lớn, người lớn dưới 2 tuổi, vân vân. Thì cái đó mình học thêm. Nếu mà mình học như bình thường á, mình học thuộc lòng á, thì mình sẽ thấy thí dụ mắt mở gồm có 1 nè, có 2 nè, cho tới 4 phần.
trong cái phần ngôn ngữ có 5 phần đúng chưa, rồi mình học trong cái phần vận động thì mình có tới 6 phần. Như vậy nếu mình học vậy là học 15 cái mức, đó là ý thứ nhất. Rồi sau đó mình chia làm hai nhóm tuổi thì các bạn sẽ thấy là mình gấp đôi lên, nghĩa là mình phải học 30 cái mục luôn. Thì ở đây giờ tôi sẽ hạn chế bớt để cho các bạn dễ. Các bạn học cái thứ nhất á, là các bạn hãy học cái chỗ mà điểm cao nhất, thí dụ đây 6 điểm. Và cái thứ hai là các bạn học ở cái mức thấp nhất. Ở đây lấy thí dụ tự nhiên 4 điểm, rồi không đáp ứng gì cả 1 điểm, thì hai cái phần này là xem như các bạn không cần học, được chưa? Ở mỗi một cái đánh giá, thí dụ mắt, ngôn ngữ, vận động cũng vậy. Như vậy thiệt là cái mà điểm cao nhất thì mình lấy cái người mà khỏe mạnh nhất, tức là giống như mình đi, mình cứ lấy mình ra thì mình suy nghĩ là cái mức điểm cỡ nào, nghĩa là người bình thường, cho nên là không cần học nữa, được chưa? Rồi còn cái mức điểm mà thấp nhất, thí dụ như 1 điểm đó, thì các bạn sẽ suy nghĩ là y như cái người tử vong, nghĩa là cho dù anh làm cái gì á, kích thích anh, nhéo anh, cấu anh, véo anh, hỏi anh, la anh, hét gì đó thì bệnh nhân vẫn không đáp ứng gì cả, xem như người tử vong, nghĩa là mình đã lấy được hai cái, loại trừ được hai cái mức điểm đó. Các bạn hình dung mức tối đa và mức tối thiểu. Mức tối đa là của người khỏe mạnh bình thường, mức tối thiểu là xem như người tử vong thì các bạn xem như không có cần học nữa. Như vậy thí dụ ở phần mắt thì các bạn chỉ cần học làm sao đó là biết cái mức 3 điểm 2 điểm. Rồi cái phần ngôn ngữ các bạn chỉ cần học cái phần 4 điểm 3 điểm 2 điểm thôi. Tương tự cái phần vận động thì cũng vậy, mình bỏ hai cái mức cao, mình chỉ học cái phần ở dưới này thôi. Nắm được chưa? Như vậy tức là các bạn sẽ rút ngắn lại, bớt lại. Và bây giờ mình đi chi tiết vô từng cái phần ở chỗ này thì các bạn sẽ thấy là nó liên quan tới kích thích ha. Thí dụ là liên quan tới kích thích đau thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn coi cái phần phía sau trước. Để các bạn hiểu cái nguyên tắc mà đánh giá sau này mình có thể đánh giá theo AVBU thì giống vậy đó, các bạn nhớ giùm. Đầu tiên là cái mức tối đa là tỉnh táo, và cái mức mà tệ nhất là cái mức không đáp ứng gì cả. Thì trong cái thang điểm Glasgow cũng đánh theo kiểu này, nếu mà bệnh nhân tỉnh táo thì mình cho mức tối đa, nhưng mà nếu mà thấy bệnh nhân không tỉnh táo thì các bạn phải sử dụng lời nói coi đáp ứng thế nào. Như vậy nếu còn đáp ứng lời nói thì mình sẽ trừ bớt một cái điểm, tức là đang mức tối đa sẽ trừ bớt 1 điểm so với cái mức ban đầu đó, để gọi là đáp ứng với lời nói. Nếu không đáp ứng với lời nói thì các bạn phải sử dụng kích thích đau. Như vậy thì nếu không đáp ứng với lời nói mà chỉ còn đáp ứng với kích thích đau, như vậy thì cái điểm nó sẽ thấp lại thêm 1 điểm nữa, tức là nó sẽ trừ đi 1 điểm nữa. Đó là cái nguyên tắc. Thì ở đây tôi lấy ví dụ bên chỗ mở mắt, các bạn sẽ thấy nè. Nếu mà mở mắt tự nhiên là giống như người bình thường là 4 điểm. Bây giờ không có thấy bình thường, bây giờ mình gọi, tức là mình sử dụng âm thanh, tức là chữ V nãy đó, mà có đáp ứng. Ở đây đáp ứng là có thể có mở mắt, có thể đáp ứng có thể là phản ứng với lời nói, tức là thí dụ nó nheo nháy mắt gì đó, thì thay vì 4 điểm hồi nãy ban đầu thì bây giờ giảm bớt 1 điểm. Vậy còn 3. Bây giờ gọi dùng âm thanh mà bệnh nhân không đáp ứng nhưng mà dùng kích thích đau, tức là kích thích bệnh nhân đau thì có phản ứng thì trừ thêm 1 điểm nữa, như vậy xuống còn 2 điểm. Như vậy các bạn thấy cái nguyên tắc của thang điểm Glasgow nó cũng giống như cái thang điểm mà phía sau hồi nãy tôi đã cho các bạn thấy cái hình, nó chính là AVTU. Thì cái sự khác biệt cách tiếp cận thì giống nhau, nghe kỹ nha, còn sự khác biệt của thang điểm Glasgow với AVBU nằm ở một chỗ thôi. Tức là thang điểm Glasgow là mình đánh giá chi tiết, mình có thể sử dụng sâu mà trong bệnh viện. Còn thang điểm AVBU thì mình cần đánh giá nhanh, mình có thể sử dụng ở ngoài cộng đồng, đặc biệt là trong những tình huống gọi là thảm họa.
tức là có quá nhiều nạn nhân, thì lúc đó thay vì mình sử dụng thang điểm Latgo mình đánh giá thì nó lâu, do đó mình sử dụng thang điểm AVVU mình đánh giá nhanh sơ bộ. Thì cái phần này hình như các bạn học bên huấn luyện kỹ năng, tôi nhớ hình như có cái bài liên quan tới cấp cứu thảm họa đó, thì người ta cũng có thể sử dụng cái AVVU để đánh giá nhanh hơn. Như vậy tôi giới thiệu cho các bạn cái cách để mình học cho cái phần mà liên quan tới thang điểm Latgo nha. Thì nhắc lại bây giờ điểm Latgo dưới bao nhiêu gọi là mê, thì các bạn nhớ giùm là dưới 10 thì người ta xem như là bệnh nhân mê, còn đánh giá bệnh nhân nặng thì là dưới 8 nha. Thì bây giờ cho các bạn coi cái cách mà người ta hướng dẫn cái thang điểm Latgo mà nhanh. The Glasgow Coma Scale is a useful neurological scale used by nurses and medical professionals alike. It is helpful in giving a reliable, objective way of assessing a person's level of consciousness after a brain injury. This standardized scale is useful in predicting survival, but a score is only as good as the person assessing it. The problem is, it's confusing. That's why we've created this helpful, funny guide to help you remember the Glasgow Coma Scale. Contrary to what you might think, the Glasgow Coma Scale was not named after a man named Mr. Glasgow, but after the University of Glasgow's Institute of Neurological Sciences, where professors of neurosurgery Graham Teasdale and Brian Jennett published it in 1974. So why is it important? It's highly predictive of mortality. The Glasgow Coma Scale, GCS for short, is broken into three parts that each get a score. Eye opening, which gets a score from 1 to 4. Verbal, which gets a score from 1 to 5. And motor, or movement, which gets a score from 1 to 6. Let's begin with eye-opening scoring. Scoring a 4 for eye-opening means patients open their eyes spontaneously. Look at that cutie. Scoring a 3 means the patient will open eyes in response to command. Hey you, open your eyes. Scoring 2 is when the patient opens their eyes to painful stimuli. Whoopsh. Ouch. Scoring 1 is no response. Sleeping Beauty. For verbal, there are 5 potential scores. For a score of 5, the patient is alert and oriented and talking normally. And oh my God, I know, we are the best cohort and no one recognizes it. We're so awesome and pretty and smart. For a score of 4, the patient is confused, maybe speaking clearly, but confused to time and place. Where am I?
For score 3, the patient is speaking words but is making no logical sense. I'm going to go buy apples at the bank. For a score of 2, the patient is speaking mumbled gibberish and jargon. Blah 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 blah. Lastly, for a score of 1, the patient is silent and does not respond. For motor movements, there are up to 6 scores. For a score of 6, it means the patient can follow commands. In fact, they can follow multiple commands. Hey, Aika, walk down the stairs. Shake what your mama gave you. You can't command dance moves like that. Scoring 5 means the patient localizes to pain. This would be shown by the patient pushing away painful stimuli. A score of 4 means the patient withdraws from painful stimuli. Decorticate posturing, also known as flexor response or mummy pose, will get a score of 3. The patient's arms will be flexed in towards the chest with legs straight, like a mummy. Decerebrate posturing is more severe and gets a score of 2. Remember, there are 3 E's in decerebrate for extension. Scoring a 1 is no response. No movement to stimulus. Nothing. Nada. Just laying there. So let's put this all together. The max score of 4 is for eye movement. The max score of 5 is for verbal. And the max score of 6 is for motor. Now, we add it all up. Okay, genius. If you did your math right, that means the lowest score will be a 3. A score of 3 to 8 indicates a severe brain injury, what you might think of as a coma. A score of 8 to 12 is a moderate brain injury. A score of 12 to 15 indicates a mild brain injury. This would include something like a concussion. Okay, kiddos, just a reminder, 3 is the lowest score, not 0. 1, 2, 3, Remember when we talked about how important the Glasgow Coma Scale was in predicting mortality? Well, here it is. 8 is the magic number to remember from the total score. Below 8, there is a 70% chance of mortality. Above 8, there is a 90% chance of survival. Got it? We sure hope you do. We hope this is one scale you won't run from. This presentation was brought to you today by Aika Lugod, Heather Kleiss, and Jessica Justice. Rồi các bạn vừa xem xong cái đoạn video clip người ta làm cho mình dễ nhớ ha. Thì cũng nhắc lại nha. Dưới 10 thì bệnh nhân chắc chắn hôn mê. Tuy nhiên các bạn nhớ dùng thanh điểm lắp gô là nó đi từ 3 cho tới 15. Và người ta là chia cái mức
độ tri giác, tức là cái thang điểm này nó càng tiến gần về 15 thì mức độ tri giác càng tốt, càng tiến gần về 3 tức là tri giác càng xấu. Và trên màn hình hồi nãy mình cũng xem, mình thấy cái ngưỡng số 8 trở về số 3 là tiên lượng nặng, các bạn sẽ thấy là 70% là tử vong ha. Còn ngược lại trên số 8 thì các bạn sẽ thấy là khoảng 90% là có thể sống được, cứu sống được. Và nếu mà mình đã học mà bên ngoại khoa, mình sẽ thấy là những bệnh nhân nào mà thí dụ chấn thương sọ não mà đánh giá thang điểm Latigo 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm là gần như là bác sĩ ngoại khoa không có mổ nữa, tức là lúc đó không có cần mổ, tại vì thang điểm đó thì người ta nói mổ vẫn không có cứu được. Thì các bạn cũng hiểu giùm. Thì nhắc lại thang điểm Latigo là tại vì mình lấy cái ngưỡng là 10 điểm trở xuống, tức là thấp hơn 10 điểm gọi là mê. Tức là mình chọn cái ngưỡng, còn người ta chỉ lấy con số để cho các bạn thấy những cái vấn đề để mình chú ý giùm. Bây giờ mình chú ý mấy vấn đề mà liên quan nè. Latigo tức là cái thang điểm này á, là nó đánh giá cái mức độ tri giác của bệnh nhân. Do đó nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thí dụ sáng đánh giá có thể cái thang điểm khác, trưa đánh giá có thể thang điểm khác. Giống như mạch huyết áp của bệnh nhân vậy đó, các bạn có thấy tùy thời điểm khác nhau thì có thể thay đổi khác nhau, chứ không có phải là lúc nào cũng cố định. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là liên quan tới cái các cái thành phần đánh giá, các cái thành tố đánh giá. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó phụ thuộc vô vận động, phụ thuộc vô mở mắt, phụ thuộc vô lời nói. Mà những cái phụ thuộc đó là của bệnh nhân, rồi sau đó nó mới phản ánh qua cái người đánh giá. Như vậy tức là nhân viên y tế là bác sĩ, thì nếu mà đánh giá đúng thì nó phản ánh tương đối chính xác. Còn thí dụ cũng cùng một bệnh nhân nhưng mà hai người khác nhau thì có thể đánh giá cái điểm Latigo sẽ khác nhau. Đó, cho nên các bạn phải chú ý giùm. Ý thứ ba, như trên màn hình các bạn sẽ thấy là Latigo dưới 8 điểm thì nó tiên lượng nó sẽ nặng, nghĩa là tử vong khoảng 70%. Thì đây cũng là cho mình một cái ý tưởng là cái trị số ở một thời điểm mà của thang điểm Latigo là cho cái ý nghĩa tiên lượng, là ý thứ nhất. Nhưng mà cái ý nghĩa tiên lượng này á, nó sẽ không có quan trọng bằng cái ý nghĩa tiên lượng là thang điểm Latigo. Thí dụ đang từ 8 điểm là buổi sáng, mà buổi trưa, buổi chiều, buổi tối cái nó cứ giảm dần xuống, tức là thí dụ giảm xuống 7, giảm xuống 6, nghĩa là cái xu hướng nó càng nặng dần. Cho nên là cái tiên lượng mà hay là cái sự thay đổi của thang điểm Latigo á, là nó phản ánh cái tiên lượng của bệnh nhân tốt hơn là một trị số riêng rẽ ở một thời điểm. Ý thứ tư thì cái phần này qua nhiều lớp rồi, tôi thấy các bạn hay thắc mắc câu hỏi, thì ở đây có thể các bạn chưa hỏi nhưng mà tôi sẽ cũng nói luôn để các bạn nắm. Thang điểm Latigo người ta đánh giá tri giác ở ngay cái thời điểm, thì một cái thời điểm nào đó, do đó họ không có nêu cái yêu cầu là bệnh nhân thí dụ không có phải dùng thuốc trước đó chẳng hạn. Thì rất là nhiều lớp, nhiều các bạn hỏi thầy ơi, thí dụ lỡ ca này nó mới dùng thuốc chống co giật, nó mới dùng an thần, nó mới dùng diazepam chẳng hạn, thì em đánh giá Latigo không được. Thì câu trả lời là các bạn vẫn đánh giá bình thường, được chưa? Nhưng mà các bạn phải biện luận là cái điểm này là sau khi bệnh nhân dùng thuốc bao lâu, nghĩa là mình biện luận cái điểm Latigo này nó chịu ảnh hưởng bởi thuốc hay là không. Và nhớ người ta cũng nêu cho mình điểm Latigo thấp nhất là 3, không có là không nha. Tôi nhớ tôi có nhiều nhóm tôi làm câu hỏi trắc nghiệm, tôi đố cho vui chơi thôi chứ câu này giống như cho điểm, tức là cho các bạn là đáp án đúng thấp nhất là 3 chứ không thể nào là con số 0, nhưng mà nhiều bạn vẫn chọn vô cái đáp án là số 0. Đó là điều đáng buồn, các bạn phải chú ý này giùm. Đó là giới thiệu xong cái thang điểm Latigo. Bây giờ tôi nói cái phần mà đánh giá theo thang điểm mới, gọi là mới không phải mới nhưng mà nó là đánh giá nhanh, là AVPU thì hồi nãy có đề cập rồi ha. Chữ A là tỉnh táo, chữ V là đáp ứng với lời nói, chữ P là đáp ứng với kích thích đau, và chữ U là unresponsive hoặc là anxious, tức là hôn mê.
Thì cái đánh giá nhanh này là sử dụng trong những trường hợp mà số lượng bệnh nhân đông chẳng hạn, mình cần cấp cứu, cần phân loại nhanh thì lúc đó đánh giá cái theo thang điểm AVPU. Còn nếu mà muốn đánh giá cái độ chính xác hơi cao, có giá trị tiên lượng nhiều thì mình phải đánh giá theo thang điểm Latgo. Đó là giới thiệu cho các bạn hai cái bảng điểm để đánh giá. Tuy nhiên nếu mà các bạn đọc ở một số tài liệu, đặc biệt là sách nội khoa, mà đặc biệt là một số sách cũ và một số sách mà của Y Hà Nội chẳng hạn, thì người ta sẽ đánh giá cái mức độ hôn mê á, là theo cái trường phái của xã hội chủ nghĩa hồi xưa đó, tức là theo Liên Xô chứ Đông Âu á, thì nó còn rất là nhiều cái tên nữa, ta dựa rất là nhiều triệu chứng. Còn bây giờ mình học và trong bài học của mình thì tôi chỉ giới hạn giới thiệu các bạn hai cái này chính thôi. Bây giờ nói về nguyên nhân gây hôn mê thì các bạn có thể chia theo thế này. Bây giờ nó rất là nhiều bệnh, rất nhiều bệnh lý, thì mình có thể mình chia theo chấn thương và không chấn thương. Thì ở đây chia theo chấn thương không chấn thương này để cho các bạn lát cái phần tham khảo, cái phần tự học nó đồng nhất với trong cái cuốn mà của phác đồ của thành phố Hồ Chí Minh, để cho các bạn đọc cho nó dễ. Chứ còn nhiều cách phân chia khác nữa. Thì chấn thương nghĩa là chấn thương sọ não đó. Ví dụ như là tai nạn giao thông rồi, hay là tai nạn sinh hoạt chẳng hạn. Còn không chấn thương thì có thể là tai biến mạch máu não, có thể là do ngộ độc. Ví dụ như nãy mình học cái bài ngộ độc, mình thấy ngộ độc morphine, ngộ độc bách pho hữu cơ là cũng có thể có hôn mê. Có thể có rối loạn điện giải, hoặc là bệnh nhân bị tăng hoặc là hạ đường huyết. Hạ đường huyết cũng hôn mê. Tăng đường huyết tức là mình có cái bài tiểu đường chẳng hạn, các bạn thấy là mấy ca bị tiểu đường cũng có hôn mê, thì mình cũng phải biết cơ chế hôn mê đó là do thí dụ như nhiễm ceton acid nè, hay là tăng áp suất thẩm thấu chẳng hạn. Rồi bây giờ bị viêm não hay là viêm màng não. Đặc biệt các bạn chú ý giùm á, trong hôn mê tức là nó tổn thương cái bán cầu đại não hoặc là hệ thống lưới, cho nên là cái não là chính chứ không phải màng não là chính. Giống như là người ta hỏi thí dụ như giữa viêm não với viêm màng não thì cái nào gây hôn mê nhiều, thì các bạn phải trả lời là viêm não nha. Hoặc là sốt rét thể não, hoặc là một số tình huống là động kinh. Đặc biệt là động kinh cơn lớn hay là sau cái động kinh cơn toàn toàn thể, thì có thể bệnh nhân sẽ mê cái sau khi mà co giật. Đó là giới thiệu các bạn một số cái nguyên nhân nha. Bây giờ hiểu cái nguyên nhân như vậy rồi thì cái cách tiếp cận của mình thế nào? Thì các bạn phải giống như cái bài ngộ độc, các bạn cũng phải hỏi bệnh, hỏi về bệnh sử, hỏi về tiền sử, thì trong đó có liên quan tới lứa tuổi nè, diễn tiến là cấp hay là mạn, tức là nhanh hay lâu, rồi bệnh nhân có bị sốt không, rồi có tiền sử chấn thương không, hoặc là mình nghi ngờ ngộ độc, coi ăn uống tiếp xúc gì với các hóa chất chẳng hạn, mình cũng phải quan tâm để điều tra. Và khi thăm khám thì các bạn chú ý giùm, thăm khám tức là tìm các dấu hiệu nặng thì dựa vào sinh hiệu, giống như cái bài ngộ độc hồi nãy đó, mình coi có bị sốc không, có bị suy hô hấp không, có bị tắc nghẽn đường thở không. Nếu không có những cái đó thì các bạn phải khám qua thần kinh. Các bạn nhớ giùm là bài của mình nói về hôn mê thì chắc chắn nó liên quan tới thần kinh. Thì cái tri giác thì hồi nãy mình đã giới thiệu cái thang điểm LASGO với AVPU rồi. Bây giờ mình phải coi thêm một số cái dấu hiệu khác, thí dụ như dấu màng não, các dấu thần kinh khu trú, thí dụ coi đồng tử co giãn có liệt, khu trú thí dụ liệt tay chân hay liệt nửa người chẳng hạn, hoặc là coi các cái phản xạ gân xương như thế nào. Và ngoài ra các bạn cũng nhớ là khám các cái cơ quan để chỉ điểm nha. Thí dụ như mình nghi là bị xuất huyết não, màng não mà do thiếu vitamin K đối với trẻ nhỏ đó, thì ngoài cái chuyện là mình khám những cái này thì mình sẽ coi thí dụ thóp phòng không, coi có bị thiếu máu không.
đó, hoặc là mình nghi chấn thương đầu, tức là nó ảnh hưởng tới cái sọ bên cái não bên trong, tức là mình phải coi trên đầu của bệnh nhân có bị vết thương, có chảy máu, có vết bầm chẳng hạn. Đó là những cái phần mà liên quan tới chỉ điểm. Bây giờ tới phần cận, cái này sai một tí ha, sửa luôn để không quên. Cái này là cận lâm sàng, thì liên quan tới phần cận lâm sàng thì nhắc lại với các bạn là mình giới thiệu đây là những cái chung nhất, thì tùy cái tình huống, tùy cái ca của mình nghĩ tới cái gì. Nghĩ ở đây tức là mình suy nghĩ có khả năng bệnh gì thì có thể mình mới suy nghĩ là chọn cái xét nghiệm nào. Đó. Thí dụ như nghi hạ đường huyết chẳng hạn, hay là nghi mà bị tiểu đường mà gây hôn mê, thì lúc đó mình phải thử đường huyết. Còn thí dụ nếu mà mình nghi bị xuất huyết não, màng não đối với em bé nhỏ, thì lúc đó mình có thể mình đi cho siêu âm xuyên khớp nha. Hoặc là nghi chấn thương sọ não thì lúc đó mình cho chụp CT scanner vân vân. Như vậy thì các cái xét nghiệm ghi trên cái màn hình các bạn thấy thì không phải là tất cả ca nào mình cũng có thể làm hết mọi thứ, không phải. Nhưng mà tùy, tùy đây là tùy cái tình huống lâm sàng, tùy theo cái bệnh cảnh của em bé mà mình có thể đề nghị cho xét nghiệm nào nó phù hợp. À, bây giờ mình đi qua phần xử trí để cho các bạn thấy một cái chuyện là bây giờ cái phần giới thiệu nguyên nhân thì nó cũng rất là chung chung, rồi tới phần hỏi bệnh cũng chung chung, tới phần xử trí thì nó cũng sẽ chung chung. Chung chung đây là tại vì mình đang nói hôn mê chung, rồi sau đó nếu mà cái hôn mê đó do bệnh lý gì, do nguyên nhân gì thì mình mới biết là mình sẽ xử lý riêng như thế nào. Thì đây là chính là cái mục tiêu mà hồi nãy mà trong bài, trong phần đầu tiên mới giới thiệu các bạn, đó là phần xử trí là có những cái phần chung, thì đây là chính là những cái phần chung. Ví dụ thứ nhất là thông đường thở, nếu bệnh nhân hôn mê thì các bạn phải chú ý cái phần thông đường thở giùm, tức là chính là chữ A, chữ B chính là hỗ trợ hô hấp, và đây là chính là chữ C. Như vậy mình nhớ cái chung nhất đó là ABC nha. Ngoài ra nếu mà có bệnh lý về ngoại thần kinh, tức là bệnh lý ví dụ chấn thương sọ não, khối máu tụ trong nội sọ chẳng hạn, tức là cần phải mổ, thì lúc đó là phải mời bên ngoại thần kinh mổ và chú ý liên quan tới chuyện nuôi ăn. Thì bây giờ mình đi từng phần nhỏ. Phần thứ nhất á, là thông đường thở, thì các cái ca mà bị hôn mê, các bạn nhớ giùm á, hôn mê mà một số sách người ta viết đó chính là cấp cứu nội khoa. Đã nhắc lại, hôn mê là một tình trạng gọi là cấp cứu nội khoa, cho nên là phải xử lý giống như cấp cứu, nghĩa là ABC. Thì ở đây là thí dụ như nằm nghiêng để làm gì, tránh hít sặc, rồi có thể cho bệnh nhân hơi ngửa đầu, nâng cái cằm lên tí nha, rồi hút đàm nhớt nếu có, và nếu mà một số tình huống có thể là đặt cái ống thông miệng hầu, tức là mình hay gọi tắt gọi là đặt airway á. Thì đây là những cái biện pháp thông thường gọi là thông đường thở. Tuy nhiên nếu một số trường hợp nặng, ví dụ bệnh nhân mà hôn mê rồi mà mẹ nó ngưng thở luôn, thì lúc đó không phải chỉ có bao nhiêu đây mà có thể là phải đặt ống nội khí quản nha. Thì đặt ống nội khí quản nó cũng chính là thông đường thở. Có nhiều bạn thì hiểu cái đặt nội khí quản thì gọi là giúp thở, nhưng mà không phải. Đặt ống nội khí quản mục tiêu chính của nó là thông đường thở, thông qua cái ống nội khí quản thì mình mới giúp thở bằng thở máy nè, bằng bóp bóng nè, vân vân. Bây giờ tới cái phần B là phần hỗ trợ hô hấp, thì nếu bệnh nhân còn tự thở được á thì mình cho thở oxy, và mục tiêu của mình là duy trì ha cái mức SAO2 là khoảng 94 đến 98%. Thì hôm trước hình như có cái nhóm mà đi lâm sàng, nhóm mà trình bệnh lâm sàng á, tôi cũng đề cập tới chỗ này, các bạn ít bao giờ quan tâm cái chỗ này. Các bạn thấy thở oxy, các bạn hay hỏi thầy ơi cho thở oxy bao nhiêu lít trên phút, thì thật sự không có ai trả lời được cái câu mà bao nhiêu lít trên phút cả. Mà mục tiêu trong bài học, trong tất cả các cái bài mà liên quan tới hô hấp, người ta đều đề cập là duy trì SAO2 phải khoảng khoảng nào đó.
Như vậy mình làm sao để mình đạt được mục tiêu này? Nghĩa là mình phải lựa cái phương pháp thở oxy, mình lựa cái lưu lượng mà nhỏ nhất đạt được mục tiêu đó. Cho nên có cái nhóm đi lâm sàng thì hôm trước tôi cũng gợi ý để các bạn trao đổi, để các bạn hiểu về phần này. Còn bây giờ nói chung thì để các bạn nắm dùm là người ta đưa ra cái mục tiêu là phải đạt được XAO2 từ 94 tới 98%. Các tài liệu khác có thể là họ ghi là từ 92 tới 96% cũng tạm được nhé. Rồi nếu thất bại với thở oxy thì có thể là bóp bóng. Còn nếu mà ngưng thở đồ luôn hoặc là thấy bóp bóng lâu không được thì lúc đó mình sẽ cho thở máy. Nhắc lại là thở máy thông qua cái ống nội khí quản. Đó là hỗ trợ hô hấp. Bây giờ tới tuần hoàn thì tùy. Nếu bệnh nhân mà có sốc, nhắc lại ở đây là nêu những cái biện pháp chung. Nếu cái ca đó có sốc mà mình nghĩ là sốc do thần kinh á, thì các bạn có thể truyền dịch, các bạn có thể cho thuốc vận mạch, thuốc trợ tim nha. Mục tiêu của mình là làm sao duy trì được huyết áp và áp lực nội sọ, tức là áp lực để tưới máu trong cái sọ. Tuy nhiên những cái ca hôn mê thì các bạn nên chú ý cái phần này nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình truyền dịch mà dư á thì nó dẫn đến quá tải, và cái thứ hai nó làm tăng áp lực nội sọ. Mà gần như những ca mà bị hôn mê thì đều có sẵn cái nền là tăng áp lực nội sọ rồi. Do đó khi truyền dịch mà nếu bệnh nhân có sốc trong bệnh nhân hôn mê đó thì hết sức là thận trọng. Bây giờ mình đi tiếp cái phần là tùy cái nguyên nhân, thì nhắc lại hồi nãy giờ những cái phần mà A, B, C ha, tức là ba cái phần này gọi là chung, tức là thông đường thở nè, giúp thở nè, rồi nếu mà có sốc gì đó chống sốc, thì ba cái phần này là gần như tất cả những ca hôn mê mình có thể suy nghĩ sử dụng được. Tuy nhiên riêng cái phần D này đó thì đây là tùy theo cái bệnh mà gây nên hôn mê mình nghĩ đến thì mình mới xử trí riêng nó, chứ không phải tất cả những ca hôn mê đều xử trí giống như thế này. Thì thí dụ nếu mà bệnh nhân hôn mê do ngộ độc morphin thì lúc đó là mình sử dụng naloxone. Các bạn đợi tí. Alo, anh nghe được. Dạ không, anh sẽ em dạy qua vậy. Bây giờ mình tiếp ha, tức là nếu ngộ độc morphin thì mình dùng naloxone, thì giống như hồi nãy trong bài ngộ độc đó, mình nghi ngờ bệnh nhân hôn mê mà nghi ngộ độc thuốc phiện morphin thì lúc đó sử dụng naloxone. Còn nếu mà bệnh nhân mà có detrotic dưới 40 mg phần trăm, mà trẻ nhỏ thì mình có thể sử dụng đường gluco 10, còn trẻ lớn có thể sử dụng đường gluco 30, cứ 20 lít cho 1 kg tim mạch chậm. Như vậy tức là bệnh nhân này hôn mê do hạ đường huyết thì như vậy thì mình bù đường. Còn nếu bệnh nhân mà sau khi nó co giật do hôn mê, nó hôn mê mà nó có co giật thì các bạn phải thuốc chống co giật, thì cái này lát qua cái bài co giật mình bàn tiếp. Thì ở đây cứ nhớ thông thường là liều 0,2 mg ký, ví dụ nếu có sẵn cái đường tĩnh mạch thì mình bơm qua đường tĩnh mạch. Nếu em bé mà hôn mê mà nghi do chấn thương sọ não thì lúc đó mình phải mời ngoại thần kinh hội chẩn với họ, có thể là phải phẫu thuật chẳng hạn. Còn nếu nghi ngờ bệnh nhân này hôn mê do sốt rét, các bạn nhớ dùm cái này, mình về mình đọc thêm bên nhiễm ha. Sốt rét thì nó có một cái dạng gọi là sốt rét thể não, thì lúc đó mình sẽ sử dụng Actesunat chẳng hạn. Nếu bệnh nhân hôn mê mà mình nghĩ viêm não thì cái này tôi mở rộng thêm để các bạn chú ý dùm ha. Tức là viêm màng não á, thì mình có thể là viêm màng não do vi khuẩn, mà vi khuẩn nó sinh mủ thì mình có cái bài gọi là viêm màng não mủ. Còn vi khuẩn không sinh mủ, thí dụ như lao đó, thì mình có lao màng não. Còn lại là viêm màng não do siêu vi thì thường là nó gây ra nước trong, cho nên mình gọi là viêm màng não nước trong. Nó có thể viêm màng não do nấm,
hay là do ký sinh trùng. Nhưng riêng cái viêm não thì các bạn nhớ dùm, nguyên nhân mà thường gặp nhất của viêm não chính là siêu vi. Thì các bạn biết rồi, siêu vi thì gần như không có thuốc đặc trị, chỉ trừ là do herpes. Cho nên là nếu mà viêm não do herpes thì người ta có cái thuốc đặc trị, đó chính là acyclovir. Nhớ kỹ, acyclovir là truyền tĩnh mạch chứ không phải, acyclovir là cái thuốc bôi da, không phải cái viên uống nhé. Còn nếu mà bệnh nhân hôn mê mà nghi do viêm màng não, đặc biệt viêm màng não mủ, thì lúc đó có thể sử dụng kháng sinh. Đó là gợi ý cho các bạn cái nguyên nhân. Bây giờ một số vấn đề khác mà mình cũng có thể quan tâm trong mà bệnh nhân bị hôn mê, đó là thứ nhất liên quan đó là có thể truyền dịch hay không. Thì do cái em bé mà bị hôn mê nó hay bị phù não, hay bị cái hội chứng gọi là tăng tiết ADH không tích hợp. Cho nên các bạn nhớ dùm, đây là cái chung nhất đó, những ca hôn mê thì các bạn phải nhớ là gần như là mình hạn chế dịch, trừ trường hợp là bệnh nhân bị sốc, giống như hồi nãy đã đề cập, nếu bệnh nhân bị sốc thì lúc đó mình có thể truyền dịch. Nhưng nếu bệnh nhân không bị sốc thì hạn chế dịch. Khuyến cáo là khoảng 1 phần 2 tới 2 phần 3 nhu cầu, tức là 50% cho tới khoảng 66-67%. Mà các cái sách hồi xưa giờ thì các bạn sẽ nhớ có con số gọi là 0,7, tức là 70% á. Nha, 0,7 nhân cho nhu cầu cơ bản. Và cái dịch truyền của trong những tình huống này thì có thể dùng đường 5%, các bạn nhớ là đường thường 5%. Trong cái natri lo rua thì có thể pha loãng một nửa, tức là 0,45, nhưng mà cũng có thể pha khoảng 1/4 so với cái dung dịch nước muối sinh lý, tức là khoảng 0,2%. Ý thứ hai liên quan, cũng có thể là liên quan tới truyền dịch, đó là nuôi ăn. Thì có thể nha, trong 3 ngày đầu á, nếu mà tình trạng bệnh nặng, ví dụ như là nặng quá, dịch dạ dày mà nó ra màu nâu hoặc là có máu, thì lúc đó có thể là mình nuôi ăn tĩnh mạch. Thì trong cái bài nuôi ăn tĩnh mạch đó có rất là nhiều cái chất, nhưng mà nếu mình nuôi mà ngắn ngày thì các bạn có thể suy nghĩ chỉ cho đường với các chất điện giải thôi cũng có thể được, nếu ngắn ngày. Còn trong những trường hợp khác thì có thể cho qua sông dạ dày, tức là thay vì cho bệnh nhân uống tự uống, ví dụ vậy, thì bệnh nhân mê không uống được, có để mình đặt xong dạ dày mình cho, và lúc đó mình cho nhỏ giọt chậm. Đó là liên quan tới nuôi ăn. Ở những bệnh nhân hôn mê thì đây là một số biến chứng mà các bạn, rất nhiều biến chứng nhé, mà ở đây tôi chỉ giới thiệu các bạn một số biến chứng hay gặp. Là thứ nhất liên quan tới hô hấp, thì những ca hôn mê là biến chứng đầu tiên là tắc nghẽn đường hô hấp, thì có thể là do ứ động đàm nhớt. Các bạn thấy bệnh nhân tỉnh tươi rói thì chẳng có gì, nhưng mà chỉ cần hôn mê thì 30 giây 1 phút sau là các bạn thấy đàm giải đầy hết trơn. Như vậy thì cơ chế nào, thì thứ nhất là có thể do tăng tiết, thứ hai là do mất các cái phản xạ, và một cái cơ chế nữa có thể tắc nghẽn đường thở, đó là tụt cái lưỡi. Ở đây cũng là lý do mà để các bạn sẽ thấy những trường hợp nặng giật mê rồi đó, thì người ta hay đặt cái ống thông miệng hầu, tức là cái airway đó, thì đó là do liệt dây thần kinh số 12 ha. Nếu bệnh nhân mê mà ngắn thì mình sẽ thấy cái này, tức là biến chứng giống như cấp tính thấy liền, thì bây giờ cách xử trí của mình là có thể cho bệnh nhân nằm tư thế an toàn. Cái này các bạn về đọc giùm ha, tư thế an toàn là nằm thế nào, thí dụ như nằm nghiêng bên rồi tay chân như thế nào đó, các bạn về coi, nó có cái hình ở trên mạng có sẵn cái hình các bạn coi. Hồi nãy nói rồi, đặt airway tức là cái ống thông miệng hầu, hút đàm nhớt, và có thể tập vật lý trị liệu nếu mà bệnh nhân nằm lâu. Còn nếu bệnh nhân hôn mê mà nằm lâu thì một trong những cái biến chứng ở đường hô hấp nữa, đó chính là xẹp phổi hoặc là bội nhiễm phổi. Mà cái này mình sẽ thấy rất là thường xuyên. Cái cơ chế hay là cái nguyên nhân hay là yếu tố thuận lợi chính là tắc nghẽn đường thở vừa đề cập ở trên. Thứ hai là những cái thủ thuật can thiệp vào trong bệnh nhân không có vô trùng, thí dụ như đặt nội khí quản, thí dụ như là thủ thuật hút đàm nhớt. Thì sẵn đây nói luôn ha, cái phần này là để cho các bạn tự học, giống như hồi nãy tôi cũng đã nói rồi đó, là cái
phần đặt nội khí quản thì hình như các bạn chính quy đã học bên huấn luyện kỹ năng rồi, nhưng mà tới nữa thì không phải phục vụ cho bài này nhưng mà phục vụ cho kỳ thi, mà xem như các bạn thi tốt nghiệp á, thì tới nữa sẽ có cái phần kỹ năng, thì trong phần kỹ năng là có liên quan tới đặt nội khí quản của trẻ em, với cái thứ hai là hút đàm nhớt. Thì phần này các bạn yêu cầu các bạn về tự học dùm ha. Bây giờ hút đàm nhớt là nhiệm vụ chính á, là của các anh chị điều dưỡng chứ không phải của mình, nhưng mà các bạn đi học các bạn cũng nên biết, và các bạn đi trực cũng nên biết để mình hỗ trợ, mình tiếp thầy cô, tiếp bác sĩ, tiếp anh chị em điều dưỡng người ta hút đàm nhớt trong những tình huống cấp cứu, trong những trường hợp bệnh nặng, thí dụ có nhiều bệnh cùng xảy ra cái thời điểm đó, cùng diễn tiến, thì lúc đó mình phải biết là hút đàm nhớt phải làm như thế nào, phải sử dụng găng như thế nào, hút như thế nào, vân vân. Thì tôi nhắc lại trong cái phần thi mà kỹ năng của các bạn sẽ có hai cái phần này. Rồi có thể bệnh nhân là do hút chất hít phải chất nôn hoặc là do nằm lâu, thì cái này các bạn thấy những ca hôn mê mà nằm lâu thì sẽ thấy rõ những cái biến chứng liên quan tới đường hô hấp. Và cách xử trí hay là phòng ngừa thì cũng tương tự ha, cho bệnh nhân nằm tư thế an toàn nè, rồi đặt airway, hút đàm nhớt phải đúng kỹ thuật, vô trùng, tránh hít sặc thì có thể là đặt xông dạ dày, và có thể vật lý trị liệu để phòng ngừa hay là chống xẹp phổi. Một biến chứng mà không kém phần quan trọng nhưng mà thường á, là bệnh nhân mê mà nằm lâu thì có xảy ra, chứ còn thí dụ như những trường hợp bệnh cấp tính mới mê 1-2 ngày thì chưa thấy, đó chính là biến chứng loét. Thì cơ chế là do cái vùng nằm lâu bị tỳ đè thì tưới máu nó kém, cụ thể là ở các bả vai, vùng cùng cụt, gót chân, khuỷu tay, cho nên là đây là cái biến chứng mà rất hay xảy ra ở những bệnh nhân bị hôn mê nằm lâu. Thì cái này nếu giờ các bạn chưa được đi lâm sàng, nhưng nếu đi lâm sàng các bạn đi chỗ hồi sức sẽ thấy có những ca nằm mấy tháng trời, thậm chí hơn năm rồi, thì các bạn sẽ kiểm tra ở vùng lưng, ở vùng bả vai, rồi vùng sau ót á, tức là trên đầu nhưng mà vùng sau vùng gáy á, thì các bạn sẽ thấy có những vết lở loét, thì đó là cái biến chứng mà do nằm lâu. Như vậy thì cách phòng ngừa hay là xử trí là có thể xoay trở, thay đổi tư thế, có thể xoa bóp hay gọi là massage, có thể là vệ sinh kỹ, và đặc biệt là bây giờ nó có cái nệm gọi là nệm hơi hay là nệm nước để giúp cho giảm bớt cái biến chứng loét này, thì các bạn cũng phải tìm hiểu đọc thêm nha. Một biến chứng nữa mà trong cái những ca mà bị hôn mê chắc chắn và bắt buộc các bạn phải quan tâm, thì cái phần này á, lát trong cái phần tự học tôi nhắc nhanh đây thôi, nhưng mà trong phần tự học sẽ nhắc lại là các bạn phải đọc kỹ cái này giùm, đó là tăng áp lực nội sọ. Tăng áp lực nội sọ với phù não là hai cái, tuy một mà hai, tuy hai mà một, các bạn chú ý giùm. Tăng áp lực nội sọ là nói chung, phù não là mình nói riêng, nhưng mà khi phù não thì sẽ làm tăng áp lực nội sọ, và ngược lại tăng áp lực nội sọ nó sẽ làm cho phù não nó sẽ nhiều hơn thêm. Thì những cái triệu chứng của tăng áp lực nội sọ thì có thể là phản xạ mắt búp bê, tư thế mất vỏ mất não, có thể đồng tử giãn, phù gai thị. Thì hồi nào giờ các bạn thường hay nghe cái triệu chứng tăng áp lực nội sọ, tức là nhức đầu, nôn ói, phù gai, đó là ba triệu chứng chính. Tuy nhiên còn rất rất nhiều triệu chứng khác, thí dụ như em bé thở không đều, thở bất thường cũng là có thể là biểu hiện tăng áp lực nội sọ. Và đặc biệt á, là một số ca nó bị u não đồ này nọ đó, thì các bạn chú ý cái ta gọi là tam chứng kích-sinh. Nhắc lại không phải là hội chứng kích-sinh do thuốc, tức là thí dụ sử dụng corticoid lâu ngày rồi nó làm cho má phấn hồng hào gì đó vân vân ha. Không phải, bây giờ gọi là tam chứng kích-sinh, tức là bốn cái dấu hiệu sinh tồn mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, thì nó có ba cái thường là tăng và một cái giảm. Ba cái tăng là gì? Huyết áp tăng, rồi nhịp thở thường là tăng, tôi nhắc lại thường là tăng thôi chứ có thể nó ngưng thở nó chậm lại, nhưng mà thường là tăng. Rồi có thể sốt, là ba cái tăng,
nhưng mà nhớ kỹ là nhịp tim hay là nhịp mạch là nó giảm. Thì nếu mà một ca hôn mê hoặc là một ca mà nó có bệnh lý gì đó, các bạn chú ý trong dấu hiệu sinh tồn thấy có ba dấu hiệu theo hướng tăng, một dấu hiệu theo hướng giảm, tức là trong đó nhịp tim hay nhịp mạch mà thấy chậm đi thì các bạn phải nhanh trí nghĩ tới khả năng em bé này đang bị tăng áp lực nội sọ. Thì đây là một số biện pháp điều trị tăng áp lực nội sọ, tức là thí dụ như nằm đầu cao, cổ thẳng, tăng thông khí, rồi có thể sử dụng mannitol, có thể sử dụng nước muối ô trương, hạn chế nước. Thì cái phần hạn chế nước hồi nãy mình cũng đã đề cập bệnh nhân hôn mê rồi đó, mình nhớ là khoảng 1 phần 2 tới 2 phần 3 nhu cầu thôi. Rồi nếu bệnh nhân có sốt, hạ sốt, có co giật, chống co giật, và nếu mà nghi do bệnh lý ngoại khoa thì phải mời ngoại khoa để giải quyết. Hồi nãy giờ mình nói chi tiết nhưng mà bây giờ tôi cho các bạn coi đây là cái hình tôi chụp trong cuốn phác đồ điều trị nhi khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1 năm 2013. Các bạn nhìn lại lần nữa những cái gì nãy giờ mình nói. Nếu bệnh nhân bị hôn mê á, thì đầu tiên là mình cứ nhớ ABCD là thông đường thở, rồi giúp thở ha. Chữ C tức là nếu bệnh nhân có sốc có xiết gì đó làm, còn nếu không có sốc có gì hết thì mình thiết lập đường tĩnh mạch lấy máu. Sau đó nếu mình coi bệnh nhân có chấn thương sọ não không, nếu mà nghi có chấn thương sọ não thì lúc đó là mời ngoại thần kinh để giải quyết, nghĩa là bệnh lý của thần kinh ngoại. Thì ở đây do mình học liên quan tới nội nhi cho nên tôi chỉ giới thiệu tới đây thôi, còn ngoại thần kinh mổ như thế nào, thời điểm nào mổ vân vân thì cái đó mình phải học bên ngoại. Còn nếu không có chấn thương đầu, không có chấn thương sọ não thì coi có hạ đường huyết không. Thì hồi nãy mình có đề cập cái phần rồi, nếu hạ đường huyết thì bơm đường ha. Còn nếu không có hạ đường huyết mà bệnh nhân hôn mê thì bây giờ mình đi đi cố gắng đi tìm các cái nguyên nhân thường gặp có thể điều trị được, thí dụ ngộ độc, ví dụ ngộ độc phosphor hữu cơ, ngộ độc morphin thì sẽ có cái bài tương ứng, có cái phần điều trị tương ứng. Thí dụ như sốt rét thể não thì lúc đó có thể là sử dụng artesunate hồi nãy mình có đề cập đó nha. Rồi thí dụ viêm màng não thì lúc đó mình sẽ sử dụng kháng sinh, thí dụ rối loạn điện giải thì lúc đó xét nghiệm y ông đồ để tìm, hoặc là một số bệnh ví dụ như tiểu đường là đường huyết phải cao như vậy thì mình điều trị tiểu đường cũng chính là điều trị cái hôn mê. Và lúc nào người ta cũng có ghi cái câu ở phía dưới đó là tìm dấu phù não hay là tăng áp lực nội sọ, nếu có thì phải điều trị. Thì đó là cái lưu đồ mà của phác đồ điều trị nhi khoa năm 2013. Hồi nãy trong cái bài ngộ độc cũng đề nghị các bạn ơi có thể lên trên mạng tải về được đó, thì cái này cái hình này mình thấy được. Còn đây là cái phác đồ điều trị mà nhi khoa năm 2020 nha. Thì cái này do mình tải không được, tôi chụp từ trong cuốn sách ra thì các bạn thấy ban đầu nó cũng giống giống. Các bạn cũng thấy là thông đường thở. Các bạn cũng thấy giống giống, tức là đầu tiên là thông đường thở đúng không? Đây, đầu tiên là thông đường thở, hút đàm chẳng hạn. Thứ hai là giúp thở. Rồi thứ ba là thiết lập đường truyền tĩnh mạch, nếu có sốc thì chống sốc và thử destrotic, nó cũng giống giống nha. Rồi sau đó là coi có chấn thương đầu hay dấu thần kinh khu trú không, nếu có thì mời ngoại thần kinh, thì cái này nó cũng giống giống phác đồ năm 2013. Rồi nếu không có chấn thương đầu thì coi destrotic có bị hạ đường huyết không. Đây, nếu có hạ đường huyết, câu trả lời là có, thì các bạn sẽ thấy là lấy cái phần điều trị hạ đường huyết ra trị, nó cũng giống luôn. Còn nếu mà không có hạ đường huyết thì họ đề nghị là làm một số xét nghiệm để tìm các cái nguyên nhân gây hôn mê. Thì nếu tìm được nguyên nhân rồi thì sẽ điều trị nguyên nhân theo cái hình này. Tuy nhiên bên cạnh đó các bạn cũng thấy lúc nào người ta cũng đề cập tới chuyện là tăng áp lực nội sọ và phù não. Nói nôm na là tôi cho các bạn coi hai cái lưu đồ xử trí hôn mê năm 2013 và cái gần nhất là 2020, thì cách trình bày có thể thay đổi vân vân, nhưng mà thực sự cái nguyên tắc chung vẫn giống
Vậy các bạn nhớ là xử trí chung là nguyên cái phần chung phía trên này nè, là chung. Chung nghĩa là gần như tất cả các nguyên nhân hôn mê nào cũng xử trí giống vậy, tức là thông đường thở, giúp thở, rồi xem có sốc hay không, chống sốc. Rồi sau đó mới xử trí riêng là cái đoạn phía dưới này. Xử trí riêng nghĩa là tùy cái nguyên nhân đi tìm được là cái gì, mình nghĩ cái gì, khả năng bệnh nhân đó là gì thì mình mới có cái hướng xử trí. Và một cái chung nữa, tức là gần như tất cả những ca hôn mê thì đều cân nhắc cái chuyện chống phù não hay là điều trị tăng áp lực nội sọ. Đó cũng là cái lý do mà tôi yêu cầu các bạn ha, là có cái phần tự học. Được chưa? Nhớ kỹ phần tự học này là vẫn có trong câu hỏi thi, nó không có chiếm nhiều nhưng mà vẫn có. Thì đối với bài này thì các bạn chú ý, trong cái cuốn phác đồ điều trị nhi khoa mà năm 2020, tức là cuốn mới á, thì các bạn về đọc chẩn đoán nguyên nhân hôn mê. Cái này nằm ở trang 102, trang 103. Cái thứ hai là cái bài, nguyên một cái bài gọi là tăng áp lực nội sọ, thì trang 111 tới 115. Thì trong cái tăng áp lực nội sọ đó thì các bạn đọc về phần triệu chứng. Phần thứ hai các bạn cần chú ý kỹ đó là phần sử dụng mannitol và natri clorua ưu trương. Hồi trước giờ mình hay học là điều trị tăng áp lực nội sọ là mannitol thôi. Còn bây giờ các bạn nhớ dùm cái mới, bây giờ là người ta có cho thêm natri clorua 3%, tức là natri ưu trương. Đây, nhắc lại là phần này là tôi ghi cụ thể là cái cuốn mới nhất là phác đồ điều trị nhi khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1 năm 2020. Tuy nhiên nếu mà các bạn mà không có tham khảo được cái nguồn này á, các bạn cứ lên thư viện trường xem lại, thì hồi đó bộ môn đã đề nghị có mua rồi đó, nhưng không biết giờ có được mấy cuốn. Nếu các bạn không tiếp cận được thì các bạn có thể lấy từ cuốn 2013, thì các bạn coi cái số trang với cái số cái bài với số trang tương ứng, nó sẽ khác một tí nha. Nó chưa có đầy đủ, tức là nó sẽ thiếu cái phần natri ưu trương thôi, nhưng mà những cái thông tin khác thì cũng gần tương tự. Cho nên nhắc lại, các bạn về phải coi thêm hai phần tự học, tức là chẩn đoán nguyên nhân hôn mê. Thì ở đây là chú ý những cái nguyên nhân hôn mê đó để các bạn suy luận ngược lại nha. Tức là mình coi cái bệnh nguyên nhân hôn mê là gì, thí dụ như là tiểu đường chẳng hạn, thì các bạn phải tự suy luận ngược lại là triệu chứng của tiểu đường gồm có những cái gì, xét nghiệm gồm có những cái gì, để làm sao để cái lúc mà mình gặp một ca hôn mê trên lâm sàng thì mình phải biết là phải đi hỏi những triệu chứng gì. Thí dụ hỏi triệu chứng ăn nhiều, hỏi triệu chứng uống nhiều, hỏi triệu chứng tiểu nhiều, rồi mình phải đi khám cái gì. Ví dụ như là mình biết là tiểu đường mà hôn mê thì có thể thường là nhiễm acetone acid, thí dụ vậy, thì mình phải khám coi nó kiểu thở bệnh nhân có kiểu thở của Kussmaul chẳng hạn, thở nhiễm to hạn đó, tức là mình đi ngược lại để mình đề mà mình cần hỏi những khác. Mình cũng phải tìm đó là mình biết tiểu đường chẳng hạn thì mình phải biết là đề nghị xét nghiệm gì để khẳng định có phải là tiểu đường như mình đang suy nghĩ không. Cho nên đọc cái này để cho các bạn phải liên hệ với thực tế, liên hệ tới những cái bệnh mà người ta nghĩ có khả năng bị hôn mê, thì lúc đó mới biết là cái quá trình mình làm, mình chẩn đoán, mình điều trị bệnh nhân phải như thế nào. Cái thứ hai là tăng áp lực nội sọ, thì hồi nãy đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại để các bạn biết những cái triệu chứng chính của tăng áp lực nội sọ, cách xử trí. Thì trong này tôi nhấn mạnh là hai cái thuốc mình quan tâm nhiều, đó là mannitol và natri clorua 3%. Đó là cái phần tự học ha. Coi như là mình xong cái bài hôn mê. Thì cái bài này là nó hơi phức tạp tí, nó hơi mơ hồ tí, cho nên là hồi nãy nói rồi, sợ các bạn buồn ngủ cho nên dạy trước. Và trong lớp các bạn có ý kiến, có cần trao đổi gì thêm nói về bài hôn mê không?
Dạ thầy ơi, em muốn hỏi là nãy thầy nói là phi hôn mê đó là phi lasgo dưới 10 điểm là chắc chắn hôn mê, nhưng mà em thấy trong sách có ghi là trẻ em dưới 6 tháng thì có 9 điểm là bình thường, mà 6 tới 12 tháng là 11 điểm là bình thường. Và những cái bé mà dưới 1 tuổi như vậy thầy, thì bao nhiêu điểm đó là hôn mê thầy? Thì về mặt nguyên tắc chung á là dưới 10 điểm thì dưới 10 là bắt đầu từ 9 trở xuống, được chưa? Em hiểu cái này không? Cho nên là nhắc lại nè, tại vì cái ngưỡng á là do mình đặt. Chứ còn bạn thấy hồi nãy người ta đánh giá hôn mê là người ta cho mình cái tức gọi là cái khoảng từ 3 cho tới 15 điểm, tức là cái mức độ tri giác của bệnh nhân. Giống như mình thi á, các bạn để các bạn hình dung nè, bây giờ giống như điểm các bạn thi á, nó sẽ dao động từ số 0 cho tới số 10. Bây giờ giữa đậu với rớt là lúc trước là nhà trường mình là cho 5 điểm đúng không? Còn bây giờ mình học theo học chế tín chỉ thì quy định là 4 điểm. Đó các bạn hình dung là tại sao lúc thì 10, lúc thì 9. Giống như lúc trước thì tại sao là 5. Rồi bây giờ tại sao là 9? Thì bây giờ chỉ có khác biệt chỉ vậy thôi. Lúc trước mình học theo học chế gọi là học phần hay là gọi là niên chế, tức là tính theo năm thì 5 điểm, từ 5 điểm trở lên mới đậu. Còn bây giờ mình học theo học chế tín chỉ thì quy định là quy ước là từ 4 điểm trở lên là đậu. Như vậy thì hôn mê nó cũng giống vậy. Thông thường những trẻ ngoài cái lứa tuổi giống như nãy bạn hỏi đó thì xem như 9 điểm, 8 điểm, 7 điểm gì đó đều là hôn mê. Còn riêng đối với trẻ nhỏ thì quy ước là 9 điểm vẫn còn bình thường. Nó chỉ khác có nhiêu thôi. Rồi còn bạn nào có ý kiến gì khác không? Dạ thầy ơi cho em hỏi. Rồi xin mời lẹ đi. Dạ hôn mê là Lasgo bé hơn bằng 10 điểm, nhưng mà trong sách Thành có ghi là Lasgo bằng bằng 8 điểm thì 50% là hôn mê là sao vậy thầy? Bây giờ tôi nhắc lại những gì nãy giờ nói, các bạn phải theo cái đó giùm, được chưa? Còn cái ngưỡng là chỉ là những cái mà giống như cái quan điểm đó, hồi nãy giờ đã giải thích, thí dụ như thang điểm mà 4 điểm, 5 điểm mà đậu á, hay là không đậu đó, là chỉ giải thích cho bạn tùy theo cái tài liệu, tùy theo cái thời điểm. Thì các cái tài liệu trước người ta nói như vậy, còn bây giờ thông tin mới thì tôi đã trả lời, vừa trả lời cho bạn gái vừa hỏi xong đó, bạn nữ vừa hỏi xong. Được chưa? Rồi những bạn khác có ý kiến gì không? Alo, dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi à, trong trường hợp nếu mà bệnh nhân đặt nội khí quản mình không có đánh giá được cái phần ngôn ngữ thì đối với những bệnh nhân đó thì bao nhiêu điểm Lasgo là mình đánh giá hôn mê ạ? Bây giờ thật sự á, hồi nãy nói rồi các bạn nhớ giùm ha, tức là mình nói cái Lasgo là mình nói cái chung. Còn nếu mà bạn quan tâm tới cái phần mà nếu em bé mà đặt nội khí quản thì các bạn có thêm một cái thang điểm, thì cái cách đánh giá nó cũng giống vậy, nhưng mà chủ yếu người ta dựa trên nét mặt. Thì cái phần này á, là tôi không có để ý kỹ, nhưng mà nếu mà các bạn để ý kỹ đi, các bạn tìm hiểu thêm, nó giống như bên cái thang điểm Dow á, tức là nhìn cái nét mặt như thế nào, vui cười. Bây giờ các bạn thường hay sử dụng cái biểu tượng đó, thí dụ mình vui thì nó có cái biểu hiện thế nào đó, thì người ta có cái thang điểm đó, nó viết tắt là chữ E, chữ G, chữ R đó. Thì bạn quan tâm có thể lên mạng gõ tìm cái đó giùm. Trong cái bài tôi, tại vì khi mà sau khi in sách đó, tôi quên để ý coi lại còn cái đoạn đó hay không, nhưng mà cái bài giảng trước của tôi thì tôi có soạn nguyên cái phần đó. Thì giờ nếu các bạn mà quan tâm có thể lên mạng gõ thêm tìm đó giùm, tức là nhìn cái nét mặt thì coi thử mức nào, được chưa? Tức là có riêng cái phần mà đánh giá những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là
Khi bệnh nhân đặt nội khí quản thì dựa vô cái nét mặt của bệnh nhân đó, là cái thang điểm nó có cái chữ R. À, dạ thầy ơi, với lại cho em hỏi một câu của bài trước được không ạ? Được, các bạn có À, thể hỏi. dạ hồi nãy là nghe chỗ phần xử trí ngộ độc á, thầy nói là những bé dưới 8 tuổi á, thì mình đặt nội khí quản không có bóng chèn, vậy tại sao mình không có bóng chèn vậy? Còn nếu trường hợp á, mình phải phải đặt nội khí quản mà có bóng bóng chèn, sau đó thì cái bệnh nhân đó nó đưa vô thở máy không có được gỡ nội khí quản ra, thì mình có xả cái bóng nó ra bỏ không thầy? Bây giờ nói lại để cho các bạn chú ý nè, cái này nó dính dáng tới cái bài mà các bạn đã học rồi, dính dáng là các bạn học hai bài đã học rồi, tức là bài thứ nhất là đặt nội khí quản, là học bên huấn luyện kỹ năng. Bài thứ hai là bài đặt điểm bộ máy hô hấp trẻ em. Bài này là tôi không nhớ không lầm là các bạn học ở nhi một cái gì đó. Rất tiếc là các bạn khi các bạn học các bạn không bao giờ quan tâm với nó, cho nên tới bây giờ sử dụng nó thì các bạn lại không biết. Được chưa? Cho nên giờ mấy câu trả lời các bạn sẽ về đọc lại hai bài đó, còn tôi chỉ giải thích đây rất là nhanh, ngắn gọn. Bây giờ cái cấu trúc các bạn suy nghĩ từ cái ống nội khí quản có bóng chèn với không bóng chèn để các bạn suy luận ngược lại nè. Cái ống mà không có bóng chèn á, tức là nó trơn láng. Như vậy hiểu ra đơn giản là cái đường thở giống như nó ngay thẳng mình đặt vô. Bây giờ cái ống nội khí quản mà có bóng chèn thì cái chỗ mà bóng chèn khi mình bơm lên á thì chỗ đó nó phình ra, đúng không? Để hình dung cái vậy, như vậy thì đường thở của em bé lứa tuổi nhỏ, tức là dưới 8 tuổi thì có cái cấu trúc là thay vì cái chỗ đó là nó mở rộng ra để cho cái bóng chèn phình lên, tức là khi mình bơm vô đó thì cái cấu trúc chỗ đó ở em bé nhỏ nó không có, mà từ 8 tuổi trở lên với người lớn thì nó lại có. Đó là cái lý do mà có bóng chèn hay là không có bóng chèn. Ý thứ hai là tại sao trong trường hợp ngộ độc thì phải cần có bóng chèn, là nhớ kỹ là cái có bóng chèn là mục tiêu của nó là khi bơm phồng cái đó lên thì nó sẽ bít kín cái đường thở. Còn không có bóng chèn thì nó chưa có bít kín đường thở. Như vậy khi mình rửa dạ dày á là cái dị vật có thể là chất độc ở trong cái dạ dày nó đi ngược ra đường hô hấp, nó hít vô trong phổi của bệnh nhân. Như vậy là mình có bóng chèn để làm gì? Để tránh cái trường hợp bị hít sặc. Đó là lý do cần phải đặt ống nội khí quản có bóng chèn. Ý thứ ba bạn hỏi là sao chẳng may là sử dụng cái ống nội khí quản có bóng chèn đối với trẻ nhỏ rồi, bây giờ có cho thở máy thì có cần xả bóng chèn ra hay không? Thì cái đó tùy mình, tùy bác sĩ điều trị là nhận định có khả năng em bé đó nó có bị thoát khí rồi hay không. Tức là khi thở máy thì nó có dính rất là nhiều vấn đề liên quan tới máy nữa. Tức là nếu mà cái bóng chèn đó nó đảm bảo cho bệnh nhân giữ cái khí, nghĩa là cái máy nó bơm qua cái ống nội khí quản rồi nó không có thoát ra cái đường hô hấp của bệnh nhân, tức là thoát ra ngoài cái ống, mà cái khoảng kẽ giữa ống nội khí quản với cái thành của khí quản bệnh nhân á, nghĩa là nó đảm bảo được cái khí nó kín, như vậy thì lúc đó có thể không cần phải xả nha. Hoặc là cách thứ hai, nếu mình xả ra giống như bạn sợ là bơm cái bóng chèn đó ra nó bít kín thì bây giờ mình xả ra nhưng mà thở máy bệnh nhân vẫn tốt vẫn ổn thì chấp nhận xả vẫn được. Được chưa? Còn nếu thí dụ mình đã có sẵn cái bóng chèn mà bây giờ mình sợ vậy cái mình đầu mình xả cái bóng, tức là cái hơi bơm trong bóng chèn á, thì nhắc lại cái phần này á, nhiều bạn giờ thấy khó nhưng mà tôi nhắc lại nha, phần đặt nội khí quản là tới thi kỹ năng các bạn vẫn có cái phần đó, tức là vẫn có phần thi, cho nên về đọc kỹ lại phần này giùm để hiểu là khi mình bơm cái bóng chèn lên rồi thì bây giờ câu hỏi của bạn mình giờ giả định giờ mình xả cái bóng chèn đó ra thì được hay không, thì câu trả lời là được hay không lại phụ thuộc vô đáp ứng của bệnh nhân, nghĩa là mình gắn cái máy thở vô mà nếu mình xả cái bóng chèn ra mà bệnh nhân tím tái tính ra cái lượng khí nó thoát ra nhiều quá thì lúc đó bắt buộc vẫn phải bơm bóng chèn. Cho nên ưu tiên nè, nghe kỹ cái câu mà để cho bạn hiểu nè, trẻ dưới 8 tuổi
đặt nội khí quản, người ta ưu tiên là không, cái ống nội khí quản á, là không có bóng chèn, chứ không phải người ta chống chỉ định đặt ống nội khí quản có bóng chèn, hiểu không? Ngược lại, trên 8 tuổi thì người ta chọn cái ống nội khí quản đặt cho em bé thì ưu tiên là cái ống quản có bóng chèn, chứ không có nghĩa là đặt cái ống nội khí quản mà không có bóng chèn là chống chỉ định, thì không phải. Cho nên nhắc lại, dưới 8 tuổi ưu tiên đặt ống nội khí quản không có bóng chèn. Như vậy nếu mà mình chọn cái ống nội khí quản có bóng chèn thì cái khuyến cáo của người ta là phải nhỏ hơn cái số dự kiến là 0,5 hoặc là 1. Câu này nó liên quan tới nhiều câu hỏi thi, nhiều cái bài thực tập lắm. Ở đây tôi lấy ví dụ nói thêm để các bạn hình dung cái ý. Ví dụ như em bé 6 tuổi đi, giả định ha, thì mình có một cái công thức tính kích thước của ống nội khí quản, tức là tính cái ID đó, gọi là ID là lấy số tuổi chia cho 4, tức là 6 tuổi chia cho 4 là được 1,5. Sau đó cộng cho 4. Như vậy nếu mà em bé 6 tuổi mình đặt cái ống nội khí quản không có bóng chèn sẽ là số 5,5. 5,5 là lấy tuổi chia 4 là được 1,5, sau đó cộng cho 4 là được 5,5. Như vậy nếu mà mình đặt đúng là mình chọn cái ống nội khí quản số 5,5 mà không có bóng chèn. Bây giờ nếu mình đặt cái ống nội khí quản mà có bóng chèn thì mình thay vì mình chọn cái ống 5,5 thì mình sẽ chọn cái ống có cái số IG hay là ID là 5.0. Đó. Để giải thích thêm để cho các bạn nắm nha, nếu mà bạn nào còn quan tâm, còn lăn tăn cái chỗ đặt nội khí quản. Được chưa? Dạ em cảm ơn thầy. Bây giờ nếu các bạn có ý kiến gì thêm có thể trao đổi, còn nếu không có ý kiến thì mình hồi nãy giống như hồi nãy mình thống nhất thì tranh thủ luôn cái bài thứ hai, xin lỗi bài thứ tư, tức là bài thứ hai trong cái loạt bệnh này, đó là hội chứng co giật.